Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là nội thất của chiếc loa TB TK8010 Fulltram 25. Dòng này rất là chất lượng và rất là đẳng cấp nha. Chứ không phải là siêu đẳng cấp đâu. Con này cũng chỉ hơn 7 triệu thôi, cụ thể là 7 triệu 3 bao ship. Và nội thất của loa thì em đã tháo sẵn ra đây rồi. Sử dụng củ tép của Sentison. Đấy. Với họng mở là 100 độ cộng 100 độ, tức là tròn 100 độ. Đấy. Rất là hay đúng không? Tròn 100 độ. Đây ốc em vừa tháo sẵn rồi. Thì em sẽ coi cho các bác xem côn. Đây là củ nó bát của TB nhá. Nhìn cái xương của nó nửa nọ nửa kia này. Đây, củ bát đây, màng nó bát đây. Màng chống nước thì em sẽ lần gỡ lại cho các bác yên tâm. Hàng bên em thì bao cho các bác là zin. Con nào sửa thì em nói ngay chứ em không giấu. Chứ bán theo kiểu là mập mờ rồi là các bác quay lên bóc cốt thì cũng nhọc lắm, thà cứ nói luôn cho các bác yên tâm. Chứ không là các bác lại kêu là thế này thế kia. Các bác có thể vào website của hãng là tbsound.com. Đây là phân tần của loa. Em đã tháo sẵn ra và chờ để lát nữa sơn. Đấy. Các bác thông cảm nhà em chật. Đây là review trước một đôi nhá. Còn ở dưới kho rất nhiều để tiện về đây em sơn luôn. Dưới kho thì em còn 5-6 đôi nữa. Những dòng này giao đại lý anh em kêu cao quá đã thê ban này không giao nữa. Đăng video lên cái là bắt đầu nhiều anh em hỏi nâu cơ có bán lại cho anh không. Đấy hết không anh? Anh lấy hai đôi nó thôi. Đây nhá. Bán 2 năm từ 15-6 côn 6-5. Côn 63 65 63. Ứng chừng thôi. Thì còn đo thì nó mới chính xác được. Bây giờ em sẽ tháo củ nó tép ra cho các bác xem nhá. Tất cả hàng về là tháo ra vệ sinh kiểm tra. Chứ không có dấu. Còn về sang tay liệu giao cho các bác thợ thì các bác lấy thì về tự làm. Em có bao cho các bác là đủ số lượng thôi. Còn Trung Quốc nó bán hàng cho em nó cũng không có bao sống đâu. Nó chỉ bao là đủ số lượng thôi. Còn sống chết là kệ. Đủ số lượng nha, đủ số lượng hàng này. Và không bị lai tạp. Đấy là Trung Quốc họ bao hàng cho em là thế. Đó. Còn về thì không nói hay được. Đây nha. Côn 44 màng côn titan. Đấy, cố tép đây. Trông nó rất là cùi. Đấy. Tép côn dây dẹt nha. Các bác hoàn toàn yên tâm. Tép này mà thay là không có đâu. Tép này thì là côn dây dẹt luôn chứ không phải chuyện đùa đâu. Thấy chưa? Côn dây dẹt nên là con này mà mua côn chắc phải tầm loanh quanh 200.000 con côn đấy. Mũ buôn đấy. Còn đây là cổ tép đây. Có mã của nó đây. 50W đây. 8 ohm 50W. Đấy, A44 nhá, cùng 44. Đây, chiếc này nữa em tháo nốt cho các bác xem. Đấy. Đây nhá. Ok điện thoại. Đây. Côn dây dẹp luôn. Cho các bác xem, không các bác lại bảo em thần điêu đại hiệp thì chết rồi. Đây nha. Thấy chưa? Hai chiếc côn dây dẹt. Côn màng ấy. Ô, con này có một cái chấm ở giữa màng này. Con này thì cũng có, nhưng nó mờ hơn. Đấy. Các bác nào tinh mắt thì sẽ để ý thấy. Đấy. Tinh mắt là để ý thấy. Đấy, thấy chưa? Đây nha. Cam kết cho các bác là hàng zin. Chưa có sửa chữa, chưa có thay thế linh kiện tại Việt Nam. Phân tần này thì em mở ra thì em thấy sờ đây. Điện trở này có vẻ hơi hồng tí, em phải hàn lại thôi. Đây, em lật luôn cho các bác xem nhé. Cái mạch phân tần đây là cũng zin hết. Tất cả điểm vết hàn nguyên zin hết. Chưa có vết chấm hàn lại ở Việt Nam. Về là vẫn kêu. Nhưng mà có cái là tính em tò mò thì mở ra xem nội thất như nào. Xem là cách hoạt động của nó như nào. Thông số chỉ số nào để biết thêm thông tin về sản phẩm. Nhiều các bác có hỏi bạn nói thế quận cảm này bao nhiêu Henry? Ai nhiều các bác vui tính cái người được biết thì làm được cái gì đâu, nhưng kiểu các bác cứ hỏi cho vui thì em mở ra cho xem thôi. Đây nha, quận bát đây nha, một quận bát tép một quận đây, tụ bát đây, tụ tép đây, hai điện trở 8 ohm 30W và 30W 20 ohm. Con này đấu song song với tép này, con này đấu trước tép này. Đấy. Có một con trở nhiệt, trở nhiệt đậu đây. À đâu, con này đấu hình như là trước tép. Con này như là đấu
con này em xem lại đấu cũng là cùng với tép mạch đọc trước cầu sau nữa. Ui, cầu kỳ thế, em tưởng con này đấu song song với mát thôi, không phải. Mạch con này làm thế này thì siêu an toàn rồi. Thì đây nhá, cổ là bát đây nhá, bát 25 từ 156 côn 63, nó 63 hoặc 65 tùy, em không đo được, nó chênh nhau có 2mm thôi, bây giờ đo nó hơi khó. Cứ bao cho các bác là loa zin chưa sửa chữa, số lượng thì có 5-6 đôi cơ, quay thì chỉ có quay một đôi duy nhất thôi, chứ quay nhiều quá nghe có vẻ không ổn lắm. Vậy nhá, bây giờ trước em bảo rồi, có lô này là giao cho anh em thợ, nhưng mà anh em thợ kêu là lấy ít một thì là thôi, có nẻ vài đôi ôm hết thì không ôm, bây giờ lấy nẻ thì không bán nữa. Bây giờ kể cả là anh em thợ lấy buôn ôm hết chưa chắc em đã bán nữa. Em giao thì em báo, thì em chỉ báo một lần thôi, trừ những người quen thì thôi được rồi, linh động cho anh tí vào, nhưng còn không còn đâu nhá. Đấy, thì đây các bác xem này, cổ bát từ 156 côn 63 và tép là từ 12 côn 44, tép côn dây dẹt, được chưa. Đấy, bát thì em không biết là côn dây gì, bát này thì không nhìn thấy, thấy côn dây tròn. Đấy, bát côn dây tròn không lấy nhiều nhá, bát côn dây tròn. Để đây em sẽ quay cho các bác xem cái thùng. Đây, những bạn thùng đây, thùng là thùng gỗ dán, không sợ nước, không sợ mưa, gỗ dán chống nước, chống nước mưa, cao cấp gỗ dán nhá, tất cả gỗ dán có viền bát này, kép đây này. Đấy, có phần tần đậu đây này. Cái này thì em cũng tháo nốt cái phần tần này ra, bên này linh kiện có vẻ chắc chắn hơn tí, không phải hàn thôi, cũng phải tháo ra kiểm tra. Tất cả ốc xung quanh là ốc hoa thị chứ không phải là ốc lục giác, thế hết bất kinh như này. Tất cả xung quanh là đều ốc hoa thị, không phải là ốc lục giác. Đây, mẫu đen đây, TK8010TB. Thông số thì em nói nhiều rồi. Các bác vào website là tbsao.com nhá. Đấy, góc mở tép là 100 độ. Thấy chưa? Tần số đáp ứng từ 58Hz đến 19kHz, công suất 300W, 8 ohm, độ nhạy 95dB, trọng lượng 15kg, trọng lượng 15kg. Nên là cái này cho các bác làm karaoke gia đình cao cấp, hoặc các bác làm sự kiện tiệc cưới đánh con này là monitor tiếng cũng rất là hay, với tiếng này rất là chi tiết. Đấy, nhạc em lấy từ con PS10 kìa nhá. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu loa này thì hẹn trực tiếp với em. Đây, cái này em tháo sẵn phần tần rồi, phần tần tháo hẳn ra rồi. Đây, cái vị trí nắp đây. Đấy, tất cả tháo hết ra, chỉ chờ là nát nữa đánh qua rồi các cái vết xước sẹo này có bả lại tí, xong bắt đầu là gắn keo lại rồi là sơn lại thôi là xong. Đấy, tất cả các vết này là em đều có đánh đi, xong bắt đầu bả keo kiếc lại, xong nó được sơn lại. Nói chung là nô này về làm rất là nhàn, chỉ có việc chống keo lại xong là sơn lại thành màu đen thôi. Còn các bác nào thích màu trắng em giữ nguyên màu, thích màu trắng nó giữ nguyên màu như này này, hoặc là sơn lại cũng được, tùy. Đấy, các bác thích màu gì em sơn lại cho các bác màu ý. Đấy nhá, về nó bị xước như này không tránh được này. Nói chung là hàng này với giá này là khá là hợp lý thôi. Còn các bác nào vẫn kêu đắt nữa thì em chịu, em lấy luôn đấy. Phân khúc đây là phân khúc cao cấp chứ không phải là phân khúc rẻ tiền. Những dòng karaoke gia đình cao cấp này tiếng rất là hay. Đấy, mà các bác sử dụng nghe nó rất là sướng, chứ không phải như các loại loa vừa mấy cái loại loa bãi phải 3 triệu, 5, 6 triệu một đôi như này thì chơi, chứ còn mấy cái loại rẻ tiền hơn tầm 3 đến 5 triệu một đôi chưa chắc ăn được loại này. Kể cả nhiều tiền hơn nhiều con không ăn được đâu, em nói thật. Ok, thì em giới thiệu đến đây thôi nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em có đầy đủ loa vang bức đẩy trầm nâng nén nào các kiểu, chuyên hàng bãi cao cấp, những cái dòng karaoke gia đình cao cấp em mới bán. Còn những hàng karaoke gia đình mà loại vừa rẻ tiền không bán nha. Đấy, thì ngoài ra em vẫn nhận hỗ trợ sửa chữa bảo dưỡng các sản phẩm trang thiết bị âm thanh cho anh em đám cưới rất nhiều. Bận lắm, làm một mình bận lắm. Vừa sơn lại loa đấy, xong là xử lý bệnh cho các cục đẩy. Ok, quảng cáo đến đây thôi nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip bóc phốt lần sau. Có lần sau thì phải bóc cái gì hay, clip test lần sau nhá. Clip này không test đâu, em sẽ test trong clip lần sau. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.